với chủ đề Tiên phong, dẫn dắt, nâng tầm hội nhập, hôm nay, Đại học Quốc gia TP HCM tổ chức lễ khai khóa năm học 2020. Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao tham dự buổi lễ. Hơn 25 năm xây dựng và phát triển, Đại học Quốc gia TP HCM đã tiên phong, chủ động hội nhập quốc tế trong nhiều lĩnh vực. Phát biểu tại đây, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh, Đại học Quốc gia TP HCM cần tiếp tục xây dựng mô hình đại học tiên tiến theo xu hướng thế giới, tiếp tục đổi mới và phát triển chương trình đào tạo, chuẩn bị nguồn nhân lực có năng lực cạnh tranh trên thị trường lao động quốc tế, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học công nghệ tiên tiến, liên ngành, tập trung đầu tư phát triển khu đô thị Đại học Quốc gia TP HCM thành khu đô thị đại học hiện đại, thông minh, thân thiện. Trong quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng, thời gian tới không thể thiếu vai trò của sinh viên để nâng tầm vị thế. Hình ảnh Việt Nam đổi mới, phát triển và năng động, thế hệ trẻ cần khẳng định vai trò là chủ thể, đại diện của đất nước tại các diễn đàn, tổ chức lãnh đạo trẻ, doanh nhân trẻ, khởi nghiệp của ASEAN, Liên Hợp Quốc, diễn đàn Á-Âu.